Hello, xin chào anh em đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của em Hoàng nhá. Thì hôm nay ở cái video này em Hoàng sẽ đi hướng dẫn cụ thể cho anh em đọc bản vé đi sắt dầm chính xác và cho những bạn nào mới va chạm vào cái nghề xây dựng chưa biết cách đọc bản vé đi sắt thì hôm nay em Hoàng xin chia sẻ cho mọi người cái cách đi sắt dầm và hướng dẫn mọi người đọc bản vé nhá. Thì anh em nào mà mới vào nghề thì chú ý lắng nghe và xem hết video nhé. Còn những anh em bác thợ nào lâu năm rồi thì comment phía dưới để cho anh em nào đọc comment để cùng nhau tham khảo để hiểu thêm về cái cách bố trí thép dầm dựa trên cái bản vẽ sao cho nó đúng và chuẩn xác nhất nhé. Đấy, và anh em xem cái video thì thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để xem những cái video mới nhất của em Hoàng nhé. Bây giờ em Hoàng sẽ đi vào video để hướng dẫn mọi người. Thì đầu tiên em Hoàng có một cái dầm D4. Cái dầm này nó có một cái khoảng cách từ đầu này, từ đầu B sang đầu A là 4 m mọi người nhá. Từ đầu B sang đầu A là 4 m. Đấy. Và để anh em hình dung được cái cách đi sắt. Đấy, đi sắt cây này này. Đấy. Đầu tiên em Hoàng sẽ chỉ cho mọi người cái mẹo nhá, là mọi người sẽ đi xem cái sắt cây này trước. Đấy, bố trí cái xếp cây này xong thì mọi người mới đi xem về cái phần buộc đai nhá. Đấy, cái buộc đai này thì đơn giản. Đấy, còn anh em quan trọng là cái cách mà anh em bố trí cái sắt cây này là đi sắt phi bao nhiêu ấy, nó mới là quan trọng nha. Đấy, em sẽ hướng dẫn chi tiết từ đầu cho đến cuối. Đầu tiên là anh em có thể bố trí được cái thép dầm này nó là cái phi bao nhiêu thì anh em sẽ xem cái mặt cắt 11 ở đây. Đây. Đấy, anh em cứ đi xem lần lượt cho em tất bất cứ cái bản vẽ về sắt nào cũng thế. Anh em sẽ đi từ cái mặt cắt 11 cho đến mặt cắt 22, mặt cắt 33, đi từ cái từng cái một nhá. Đấy, chứ anh em không có xem từ 1 cho đến 2 xong đến 3 lung tung được. Đấy, mà anh em phải xem từng mặt cắt một thì anh em mới có thể là hiểu được nhá. Xong từ từ những cái mặt cắt này anh em mới có thể là liên hệ sang những cái mặt cắt khác để anh em có thể hoàn thiện một cái dầm nhá. Thì đầu tiên em chỉ cái mặt cắt 11 như sau. Cái mặt cắt 11 ở đây thì nó được biểu hiện ở trên này. Thì mặt cắt 11 ở đây nó có bốn cái chấm đen ở trên là nó biểu hiện cho là bốn cây sắt. Đấy, thì ở đây hai cây sắt ở trên nó là đi bằng hai cây phi 18. Thì hai cây phi 18 nó sẽ chạy từ đầu này, chạy dài từ đầu bên này nhá. Đấy, chạy dài từ đầu bên này sang tới đầu bên này. Đấy, chạy dài từ đầu bên này sang tới đầu bên này nhá. Đấy, sang tới cái đầu bên này. Còn ở dưới của nó thì nó cũng có hai cây phi 18, cũng đi hai cây phi 18, cũng chạy từ ở dưới bên này cho đến cuối bên này. Đấy. Cả trên cả dưới đều chạy bằng hai cây phi 18 song song với nhau, chạy dài hết trục. Đấy. Và cái quan trọng là ở đây ở trên cây trên ấy nó có thêm hai cây phi 16 nữa. Mà hai cây phi 16 này nó được bố trí như thế nào? Hai cái phi 16 này nó được bố trí là làm thép tăng cường nhá, moment tăng cường nhá. Thì ở đây sắt moment tăng cường của nó là đo từ cái cột, ở đây nó có cái trụ cột bê tông là 20 cm. Đấy, 20 phân. Đấy, và mọi người đo từ cái trụ cột này ra tới chỗ cái vị trí moment sắt tăng cường ở đây mà họ đặt vẽ thiết kế là 90 cm nhá, đây này. 90 cm. Đấy, cái sắt tăng cường moment này nó chỉ đua ra là 90 cm thôi. Thế nên hai cái cây phi 16 này chúng ta chỉ có cắt để cho nó cách từ đây ra đây là 90 cm thôi. Đấy, mọi người hiểu chưa? Đấy, thì để làm sao mà anh em cắt được cái sắt thì anh em sẽ tính là 90 cm là đo từ cái đầu này cho đến cái cột này. Và đây là cái dầm này là dầm 20 rộng 20 thì chúng ta cắt ở trong này là 15. 15 cộng với bẻ bỏ. Ở đây là cái dầm hiển thị cái dầm này là dầm 350 thì chúng ta sẽ phải cắt 30. Cắt cái bỏ là 30 nhá. Đấy. Dầm ở đây là dầm dầm 350 thì mọi người bẻ cái mỏ này là 30 cm thôi. Đấy, 30 hoặc 25 cm gì đấy. Cộng thêm mấy cả 15 phân. 15 phân cái bề rộng này nữa. Đấy, cộng thêm 15 phân bề rộng này nữa thì là nó là 45 phân rồi. 45 phân cộng với 90 phân nó đua ra lên nữa. Đấy thì là nó được 1,35 m. Thế thì mọi người sẽ đi cắt cho em cái hai cái cây phi 16 này. Hai cái cây phi 16 này ở trên cái lớp cây trên nhá, là hai cái cây phi 16 này là mọi người cắt cho em là 1,35 m. Đấy là cái mặt cắt 11 là chúng ta đi như vậy. Đấy, đối với cái đầu trục dầm này.
cái đầu trục dầm này với cái mặt cắt 11 này thì là mọi người đi đi 6 cây nhá, hai cây phi 18 ở dưới này, hai cây phi 18 ở trên này và hai cây phi 16 cắt moment ra 1m35 này. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ chỉ cho mọi người cái mặt cắt thứ hai là mặt cắt 22 nhá. Thì ở đây cái mặt cắt 22 này thì chúng ta sẽ hình dung như sau. Cái mặt cắt 22 ở đây nó lại ngược lại so với cái mặt cắt 11 mọi người nhá. Đầu tiên thì ở trên này nó vẫn là hai cây phi 18 thì bởi vì cái trục của nó là có 4 cây phi 18, hai cây trên, hai cây dưới chạy dài mà. Đấy. Hai cây phi 18 ở trên nó chạy dài hết trục, hai cây phi 18 ở dưới nó cũng chạy dài hết trục. Thế nên ở trên này nó sẽ có hai cây phi 18. Đấy, hai cây phi 18. Và ở dưới này nó cũng giống như kiểu là cái mặt cắt 11 là nó cũng có hai cây phi 18 chạy ở dưới và nó cộng thêm hai cây phi 16 cũng chạy ở dưới nữa. Đấy, nhưng mà nó không chạy moment như cái thằng mặt cắt 11 này là moment từ đây ra đây là 90 cm đâu. Mà cái này là nó sẽ chia vào tim, nghĩa là chia vào giữa cái trục này. Đấy, cái mặt cắt 22 nó chia vào giữa cái trục này. Nó vào giữa cái trục này thì mọi người sẽ cắt cái cây sắt này là 2,5 m. Đây này. Mọi người cắt hai cái cây phi 16 là có cái bề rộng là 2,5 m từ đầu này sang tới đầu này. Đấy là 2,5 m nhá. Đấy. Từ đầu đấy sang đầu đấy là 2,5 m ở đây. Là 2,5 m. Là 2,5 m vì cái thằng bên này là nó chịu một moment âm, thằng bên này là chịu moment, thằng bên dưới này là chịu moment dương bởi vì sắt nó đi thế này mà, nó đi cua xuống thế này. Xong nó cua lên như thế này. Đấy, thế nên cái thằng dưới này nó sẽ phải dài hơn nhá. Đấy, nó là 2,5 m. Đây là mặt cắt 22, nó là 2,5 m. Chúng ta sẽ cắt hai cây phi 16 dài 2,5 m chia đôi khoảng này ra. Đấy là chúng ta đi cái sắt kiểu như thế. Tiếp theo đến cái mặt cắt 33. Đấy, cái mặt cắt 33 ở đây. Mặt cắt 33 ở đây thì nó lại có hai cây phi 18, vẫn là hai cây phi 18 ở dưới như thế này. Đấy, ở trên thì nó lại có ba cây. Nhưng mà ba cây này nó lại không giống như kiểu là cái mặt cắt 11 là 4 cây, ở đây nó là ba cây thôi. Ở đây thì ở trên nó vẫn là hai cây phi 18. Ở trên nó vẫn là hai cây phi 18 nhá. Nhưng mà ở đây nó có thêm một cây phi 16 nữa. Đấy, một cây phi 16 trên ở giữa hai cây phi 18. Đấy, mọi người hình dung không? Đây là cái cây phi 16. Đây này, cái cây phi 1 cây phi 16 này nó sẽ ở giữa hai cái cây phi 18 này. Đấy, và nó chạy từ bên cái trục này, từ trên cái cột này đi ra cũng 90 cm, cũng giống như kiểu là cái mặt cắt 11 này, nó cũng đua ra 90 cm. Mọi người cộng cả mỏ cả cái phần âm vào trong cái cột này là 1m35. Đấy, xong mọi người cắt một cây phi 16 có cái diện tích là 1m35, xong mọi người bẻ mỏ cho em Hoàng. Đấy, thế là mọi người bẻ mỏ. Đấy là cái trục của mặt cắt 33 này thì nó khác hơn một chút, đó là nó thay vì hai cây phi 16, ở đây nó chỉ dùng một cây phi 16. Nó để song song cùng với hai cây phi 18. Đấy, nó lại khác ở chỗ như thế. Đấy, còn cái thằng mặt cắt 11 này thì lại hai cây phi 18 và hai cây phi 16. Đấy, nó lại khác hẳn nhau nhá mọi người nhá, nó khác hẳn nhau nhá. Đấy, hai cây phi 18 thì là nó chạy song song cùng với hai cây phi 16 ấy luôn ở mặt cắt 11. Như cái mặt cắt 33 này thì nó lại chỉ có hai cây phi 18 và một cây phi 16 ở giữa thôi. Đấy là nó khác hoàn thiện, nó khác hẳn nhá. Đấy, đấy là về cái cách bố trí sắt cây mà anh em dựa trên cái thiết kế này anh em có thể hình dung được cái cách đi sắt cây là như vậy. Đấy là để anh em bố trí được là anh em cắt bao nhiêu cây này, cắt bao nhiêu cây và đi thế nào này, cắt từ đầu này sang đầu này bao nhiêu mét này, và hình thức moment của nó cắt đoạn này là bao nhiêu đoạn và là dài rộng bao nhiêu này. Đấy là về sắt cây. Còn cái phần thứ hai em muốn chia sẻ cho mọi người nữa, đấy là cái phần buộc đai mọi người nhé. Ở đây cái dầm này thì nó được hiển thị là sử dụng cái sắt phi 6. Đấy, đa phần là cái sắt đai thì đa phần là dùng bằng phi 6 và phi 8 mọi người nhé. Thì ở đây cái thiết kế này thì họ đi bằng phi 6 nhé. Họ đi bằng phi 6, buộc đầu tiên ở đây là đo từ trong cái cột bê tông này ra tới chỗ cái sắt tăng cường này là 90 cm, thì buộc bằng phi 6 với A150, nghĩa là chứ 15 phân mình buộc một cái đai. Đây này, chỗ này này. Đấy,
chỗ này là một cái đai này, xong cách 15 phân nữa lại thêm một cái đai nữa này, xong lại cách 15 phân nữa, 15 cm đấy. Đấy, cách đây sang 15 cm lại buộc thêm cái nữa, xong từ đây 15 cm lại buộc thêm cái nữa đấy, xong lại từ đây 15 cm lại buộc thêm cái nữa đấy. Mọi người hình dung được chưa? Đấy là cái khoảng cách là 90 cm ở đầu cột là chúng ta phải buộc bằng A150, nghĩa là 15 cm cách nhau một cách nhau 15 cm một cái. Đấy là cái phần đầu cột đấy. Bên này cũng thế, cái đầu cột, hai cái đầu dầm cột bên này cũng đều là buộc cách ra dầm là 90 cm và đều buộc bằng phi 6, đai phi 6 nhé, và buộc với cái khoảng cách là 15 cm một đai, chứ 15 cm lại buộc thêm một đai đấy. Còn cái khoảng ở giữa, cái khoảng ở giữa 1m8 này đấy, hai bên đầu này của cái dầm này thì là nó 90 cm rồi, thì ở giữa nó còn lại 1m8, thì 1m8 này thì nó buộc đai như thế nào? Nó buộc đai với khoảng cách là A200 đấy, vẫn là sắt phi 6 nhá, vẫn là đai phi 6 này, nhưng mà buộc với cái khoảng cách là A200, nó rộng hơn, 5 cm nữa. Mọi người hình dung được không? Đấy là cái khoảng cách là từ đây, từ cái điểm của cái cuối của cái moment này, cái sắt tăng cường này, moment này, cách từ đây sang đây là một đai là 20 cm, cách từ đây vào đây là một đai là 20 cm đấy. Ở bên này thì là gần bên cái đầu dầm này thì là 15 cm, nhưng ở bên cái khoảng giữa này là cái bên này nó không chịu cái lực nhiều quá ấy. Đấy thì là nó sẽ buộc thưa hơn, nó buộc với cái khoảng cách là A200. Đấy là về cái cách bố trí đai, để anh em ví dụ như kiểu là anh em sắp xếp hết sắt cây xong rồi, để anh em bây giờ anh em sẽ tính được bao nhiêu cái đai đấy, thì em đếm lại trong 90 cm này, thì anh em sẽ lấy 90 cm này anh em chia cho 15 thì nó được bao nhiêu cái đai, thì anh em xếp vào cái khoảng đầu này đấy. Còn cái khoảng 1m8 này anh em chia cho 20 đấy, 1m8 chia cho 20 đấy, thì nó được bao nhiêu cái đai thì anh em cho vào cái đoạn này đấy, xong anh em dàn ra, anh em dàn ra, anh em buộc, anh em dàn đấy, anh em buộc. Bên này thì buộc với A150, ở dưới thì buộc với A200, bên này lại buộc với A150 đấy. Đa phần là cái dầm nào cũng có cái hình thức buộc như thế này mọi người nhé, đa phần cái dầm nào cũng có hình thức buộc như thế này đấy. Dầm với cả cột đa phần là ở cái điểm đầu này, các cái điểm đầu với đa số là họ sẽ buộc mau hơn, và cái khoảng ở giữa họ sẽ buộc là rộng hơn đấy. Đấy là cái chi tiết mà em Hoàng muốn chia sẻ cho mọi người, cái cách đi sắt dầm và xem thiết kế cái sắt dầm cơ bản và dễ nhất để cho anh em có thể là dễ hình dung và tham khảo được. Đấy, ở đây là cái dầm 350 nhá. Đấy, thì em Hoàng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ em Hoàng về thời gian vừa qua. Đấy, mọi người mà thấy video của em hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhá. Đấy, mọi người mà có ý kiến gì thì cứ bình luận ở phía dưới nhá. Và muốn em làm video về cái thiết kế gì thì mọi người cho bình luận phía dưới, em sẽ làm video hỗ trợ mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.